Ok, một lên em. Hôm nay thì sẽ chơi một con game mà vừa cũ vừa mới, vừa go server. Game này lúc trước thì tôi có lướt sơ sơ thông tin chứ chưa có vô chơi lần nào. Thì nay cũng có thời gian thì cũng chơi thử game này. Hiện tại vẫn đang là bản Elite Hấp thôi, sau hơn gần một năm ra mắt rồi. Lượt đánh giá bây giờ là 8.000 lượt đánh giá luôn, lên 8.000 đó một rồi nè. Hầu hết là tích cực nha, cực kỳ tích cực luôn á. Game mà đang Elite Hấp như thế này là quá thành công rồi. Ngày 15 tháng 11 năm 2022 là hơn một năm trước rồi. Thì dự kiến ban đầu của dev là game sẽ ra mắt sau khoảng cái biên bản chính thức sẽ khoảng một năm. Thì tôi nghĩ là cũng sắp rồi đó, sắp ra bản chính thức dần dần rồi. Cùng lắm quý 1 năm sau thôi. Phiên bản Elite Hấp này thì sẽ có 5 cái khu vực để mình khám phá 150 loại vũ khí để kích tầm vô. Đây, game này mà đang Elite Hấp nhưng lượng người chơi rất đông đảo nha. Hiện tại vẫn đang có hơn 500 người chơi nè, một con số rất là cao luôn. Giá game thì 260k, trước là có giảm 20%. Đây, anh em nào quan tâm con game này thì có thể là mua bây giờ luôn. Tại vì dev đã bảo là khi ra mắt phiên bản 1.0 thì giá sẽ phải tăng thêm. Đây nè, xin tăng giá nhẹ phiên bản 1.0 nè. Do cái lượng mà content làm thêm rất nhiều. Hồ phiên bản hiện tại mới chỉ là 0.4 thôi. Đạt được rất nhiều luôn. Nói về con game này mà anh em nào biết con game XCOM game Tarkov. XCOM game Tarkov này không ta? Hình như nó đó. Đây. Nếu như anh em nào biết con game này, nó một thể loại FPS bắn súng rất là hardcore luôn. Cực kỳ khó luôn á. Game này không có trên Steam nha. Họ phân phối ra cái nền tảng riêng của họ. Một trong những con game hiếm hoi không có trên Steam mà cũng không phải của nhà phát hành mà quá quá lớn. Game này của Bethesda. Nhưng mà nó vẫn rất thành công. Game này thì từng một thời khó chen, đứng chễm chệ trên Twitch một thời gian rất là dài luôn. Twitch là cái nền tảng mà Steam rất là nổi tiếng này nè. Từng đứng trên nó rất là một thời gian rất là dài. Thì bây giờ con ra con game Vigo Saber này, tuy là nó không dính dáng gì nhau nhưng nói về cái lối chơi gameplay á thì hai con này nó cũng na ná như nhau. Một con thì 3D đồ họa rất là thực tế, còn một con thì góc nhìn 2D trên xuống, khác biệt nhau rất hoàn toàn. Nhưng mà nói về cái gameplay thì nó tương đối giống rồi. Giờ vô game coi thử coi nó giống như sao, thì tôi chỉ đọc thôi chứ cũng chưa có chơi nên chả biết. Sao con tiếng tâm gì ta? Nhấn một phím để bất kỳ để bắt đầu. FPS nó không ổn định cho lắm. Sao cái cửa sổ lại bé tẹo như thế này? Để vui màn hình thì nó không ổn rồi lắm. Chờ những thời gian. Đây là game sẽ theo dõi thông tin của mình để cải thiện con game. Rồi ok, cho chấp nhận mình lấy thông tin của mình để họ cải thiện thêm game. Đây đây có cái gì xuống? Cỏ, cái này sương mù. Sương mù thì chắc không đâu. Sương mù ý hiệu ứng mơ mưa. Đó phép vui game. Không vui game đâu. Sương mù chiến tranh là sao ta? Cái này đội trong suốt hơn. Này lượng cỏ hả? Cỏ thì nó liên quan gì? Thôi để chấp nhận chế độ cửa sổ đi cho nó đỡ giật. Vì sụt. À đây, lên được cửa sổ là nó to hơn tí nè. Rồi, ok chưa ta? Audio thì tiếng nhỏ nhỏ lên tí. Này dữ liệu, cái này độ khó, cái này gameplay. Bạn không thể chỉnh cái độ khó ở trong cái menu setting. Vậy đặt ở đây trí ống. Không đặt ở đây rồi không cho chỉnh. Cũng không có độ mà
không có chỉnh FPS nữa, nên chắc vlog để 60 cái vô game cho nó dễ chơi. Tắt luôn cái vi sinh gì đi. Do game FPS thấp thì không cần bật cái này. Rồi bây giờ chúng ta vô game. Dữ liệu gameplay, nhấn để chạy, thích ghét chuyển qua chế độ chạy, hiệu ứng ăn uống, animation ăn uống à. Thôi không cần đâu. Tutorial đúp HD di chuyển, giữ nút shift để chạy, nó sẽ tiêu tốn cái chỉ số stamina của mình là cái ống màu xanh dưới này, tùy theo cái trọng lượng của mình mang theo á bao nhiêu thì cái chỉ số stamina nó sẽ tụt nhanh hay chậm. Đường chạy tất cả các thời gian, khi thi thoảng thì mình sẽ gặp mấy con quái vật nên tốt nhất là chú ý vô cái đó. Cái này là ba lô của mình. Ô, vũ khí là mình có hai loại, cái giáp thì một cái áo giáp, một cái ba lô, còn cái này là băng đeo trên đầu, còn cái này là cái ống dùng nhanh 3 4 5 6 7 8. Ok, ô mình có thể nhấn phím G để quay mấy cái item này giống hết cáp chúng ta cô á, thì mình phải sắp xếp cái ba lô cho nó hợp lý. Cần vô gần chuột trái để chuyển nhanh qua bên đây. Ok, gao led là chắc cái đơn vị tiền tệ trong game á, cái này là trọng lượng mình mang theo. Rồi cái này là mức độ lên trận mặt đất nếu như mình muốn văng nó đi. Rồi nếu nhập hai item lại thì chồng lẫn nhau, chụp phải đi sử dụng hoặc là gắn vào đây dùng nhanh. Cái này trọng lượng cao quá thì mình sẽ giảm tốc độ di chuyển, mình đứng yên á không di chuyển thì nó sẽ tăng thêm 5 kg nữa. Sử dụng chuột trái hoặc là nút F á, mỗi con lan chuột á, sử dụng con lan chuột để chọn mấy cái thùng này để loot. Rồi ok, thiết bị. Wow, cái này là chỉ số phóng xạ từ 1 đến 5. Cái này là các phe phái, mối quan hệ với các phe phái, có phe phái nữa ta, tưởng ai cũng là địch hết chứ. Module kỹ năng, cái này thông tin nhân vật, cái này nhiệm vụ quét, cái này map, the checkpoint. The checkpoint chắc là cái điểm để mình đi ra hoặc là phân giải đồ hay là làm cái gì đó. Vị trí của mình, quét nó nằm ở đây, đánh dấu trên bản đồ. Rồi ok, cái gì đây, đây là danh sách cái nhiệm vụ là mình đã kích hoạt lên, màu xanh là đã hoàn thành. Rồi đây là mô tả cái nhiệm vụ, đây là người đưa nhiệm vụ cho mình, đây là cả cái chỉ số cấp bậc hiện tại 20.000 để lên 1 cấp mà chắc nhiều kinh nghiệm mà. Đây là mấy cái chỉ số nè, level tăng lên. Cái này giống trong mà cái con game gì cũng dâm bay và sinh tồn rồi chết dâm bôi, mình sẽ tăng mấy chỉ số này bằng cách đọc sách đó, nó giống hệt vừa chết dâm bôi luôn. Ở cái điểm này khi mà mình đạt cái chỉ số tối đa của cái skill á, mình có thể chọn cái đặc biệt này, không biết nó là cái gì. Cái gì đây, module này cho các kỹ năng nội tại sẽ mở trong cái mình lock những trong cái item mà mình gấp được. Trên màn hình này chọn nó hả, kéo vào đây là để cài đặt. Bên này hay bên này, mod mình có thể highlight cái item nhiều ít mình gấp, mình cách lít kinh vào cái hộp. Ok, cái gấp đồ không biết đây, mối quan hệ là vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thôi, bây giờ thì mối quan hệ đã được reset lại, giới hạn khi bạn tham gia một cái map. Rồi ok, trời nhiều quá vậy. Combat đây là máu của mình, máu khi mà mình sử dụng medkit heal. Rồi chảy máu sẽ đánh dấu ở cái này, nó kèm theo cái thời gian và cái chảy máu này sẽ tắt với nhau, càng nhiều thì mất máu càng nhanh. Chảy máu hiện tại có thể sử dụng medkit, đây cái bàn ghế. Rồi ok, ngăn chảy máu với mà hồi máu, nó chỉ số heal với số lít nha.
khi hết thì mình có cơ hội bị thương thì sẽ giảm đi cái máu tối đa, à tức là mình hồi máu thì nó chỉ đi được cái vùng xám này thôi, thì cái này nó sẽ chuyển vết thương của mình, chữa trị là chữa trị theo cái vùng xám này hay là từ cái vùng xám này nó tăng lên ta, không biết lượng đạn ở đây à, như cái băng đạn nè, quân địch chỉ hiển thị nếu như có cái tầm nhìn về hướng họ. Cái có target là ý nói là không có chỗ ngắm, tức là ngắm không tới đâu, hay là phước vật cản hay là phước tầm nhìn vậy đó. Đây có một cái thai là trên phía quân địch hiển thị cái tốc độ chính xác và cái khả năng giảm mà cái độ giật gì đó, chuột phải vô ngắm như sniper luôn để tăng cái tầm nhìn của mình. Nếu vũ khí của mình có cái tầm ngắm dài á, khi bắt đầu ai âm á sẽ xuyên qua cái cốp này có 100% chính xác. Nhấn T để tôi sẽ tự nhiên nhảy vô đây rồi, nhấn T để ạt tiêu cái mà đèn pin, nhấn L để ạt tiêu cái laser và cái đường màu xanh nữa, chỉ ạt tiêu nếu vũ khí của mình là có mấy cái tính năng đó thôi. T với L rồi tết nhưng mà laser. Nhấn B để chọn chế độ bắn, chế độ bắn thì semi-automatic, nếu như có cái này thì mới nhấn được. Y để chuyển cái loại đạn 5.56mm hết mà, à Subsonic M99HB nhiều quá vậy đi. Hey guys, my name's Oscar Mikey Ủa and I. Cho bấm cái này nó lại ra cái Hey guys, my name's Oscar YouTube Mikey and I'm pleased to be partnered with Modern Wolf. Bấm cái nó nhảy vào cái YouTube. Chắc là dev làm biến làm cái hướng dẫn hình hình như thế này nè, nên bấm vào đây nó nhảy vào cái web cho đọc chữ coi. Đây là cái kiệt sức của mình, sức khỏe, cái này độ độ khác, sao hình nhìn giống mà máu cái gì. Cái này phóng xạ. Mình cần phải có cái khác nhau như thế, màu sắc như thế này, màu vàng đấy ha, xanh lá, màu đỏ. Di chuyển chuột để xem vô cái đó. Cái này có một cái thôi. Ai tầm vô. Đây là cái chỉ số của ai tầm. Mew là các chỉ số để được khôi phục, màu xanh là có lợi còn màu đỏ là bất lợi. Màu đỏ đâu? Tôi hay muốn cái màu xanh mà. Trời ơi. Animation sử dụng, tức là dùng cái này nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian á. Có thể di chuyển trong khi mình đang sử dụng cái đó không? Di chuyển thì bị giảm bao nhiêu lần? Nếu có thể thì chắc mới có cái dòng ở dưới. Di chuyển chậm lại 2 lần. Báo hồi. Chữa trị được mấy cái chảy máu 2 lần. Như cái hình này nãy mô tả tôi nhớ là sẽ tắt 3 cái chảy máu. Nếu dùng cái này thì nó giảm đi 2 còn lại 1. Chữa trị vết thương, nhiễm phóng xạ trừ 3. Ôi chúa ơi. Vậy gì? Cái hành ba dài này sẽ biểu hiện cái độ mà chính xác của vũ khí. Thì cái chỉ số này giảm thì bắn cái viên đạn nó tươi ra. Đam mình cũng thay đổi theo luôn. Rồi ok, đến độ chính xác nè. Sau cái độ giật của vũ khí 31. Cái này càng nhỏ là càng tốt. Tốc độ bắn bao nhiêu vòng mỗi phút, 900 viên đạn. Cái này là round per minute. Minute 900 viên mỗi phút. Cái này là cái gì ta? Cái này tôi nhớ liên quan à, cái ghế công khai học, chỉ số công khai học này là cho cái độ ổn định của cái tầm ngắm giảm đi mỗi lần cái cốp của mình giảm đi giữa hai cái cốp và cái vị trí ngắm của mình. À cái này dạng như là sự thoải mái vậy, sự chuẩn xác thoải mái là độ mà tương thích nhé. MSV là chỉ số bảo vệ, cái này là qua cái giáp như vậy. Chỉ số bảo vệ lấy ví dụ 200 MSP thì sẽ bằng trừ đi 100 của cái này của mình thì sẽ còn lại 150. À tức là cái này của mình cao hơn cái môi trường là mình sống được. Phần trăm giảm cho cái đoạn tấn công cận chiến, cái thế giới súng ống không mà rồi cận chiến làm cái gì. Phần trăm giảm của các sinh vật biến dị là sao? Cái này độ phân giải gì nữa, dễ vỡ gì. À cái này càng cao thì đạn bắn vào thì cái đam nó sẽ nhận như nhiều. Cấp bậc là 1 đến 6. 4 armor với 100% độ bền. Cái viên đạn sẽ giảm đi xuyên 40.
khó hiểu quá, nhiều chỉ số quá. Cái này càng cao càng tốt hay càng thấp càng tốt ta? Bốn ammo 100% độ bền với cái đạn xuyên thấu 40 thì sẽ có 9% cái cơ hội viên đạn xuyên qua. Tính sao ra được cái này đó. Lấy 4 chia cho 90 hả? 4 chia cho 40 hả? Không hiểu cho lắm. Đây là cái giá trị xuyên thấu nè. 55 đam gì coi. Màu đỏ thì giảm đam và giảm gì coi. Màu xanh là tăng thêm đam và tăng thêm gì coi. Thay vì để cái xanh đỏ thì có thể thêm dấu trừ với dấu cộng ngoài trước nữa. Tức là vẫn để màu và thêm ký hiệu vô nữa. Giá trị đô bền sao mỗi shot. Trời ơi, 0.09 là gần như là 0.1 đi. Tức là bắn 1.000 viên là cây súng này nó tả luôn. Cái này mình có thể gắn bao nhiêu cái phụ kiện vô. Đọc hướng dẫn thôi mà muốn lòi con mắt rồi. Thôi vô. Cái gì? Cookie đây là độ khó dành cho những người mới chơi với cái Vigo Sweat này và những người muốn trải nghiệm nó. Khó, tất nhiên là gốc đây. Năm gốc, cái này là cái gì? À cái này chỉ chỉnh chỉ số thôi, nên tốt nhất là không có thay đổi. Không có coi được những cái này là cái gì, mình chỉ biết nó là cái đó thôi. Khác biệt nhiều nhất thì chắc là cái vũ khí, mình có cây AK với cây súng lục. Cái này có cây shotgun với cây dạng như là súng liên thanh, súng ngắn cầm tay á. Dạng như cây Uzi vậy á. Cái này súng ngắm, cái cốp ngắm luôn, 40 viên đạn à. Cái ba lô, cái này chắc là cái giáp. Cây này chắc súng trường. Cái này súng lục với cái bộ giáp vui luôn. Nhưng mà có rất nhiều đồ ăn nha. Thì tôi là fan với súng ngắm với súng lục nên chắc là dọn cái này. Đấy, nhân vật mình đây hả? Em ba man, xin chào người lạ. Bạn có đói không? Tôi muốn biết thêm nhiều thứ. Đây là đâu? Đây là Yosegibet. Một cái mà kho chứa cũ được xây dựng ở chiến tranh lạnh. Một cái hầm trú ẩn cũ à. Chỉ có nơi đây là cái nơi an toàn trong cái gia cốt này. Gia cốt luôn à. Hết cáp gom ta cô rồi, cái này là gia cô. Đây là nơi mình có thể tìm tất cả những thứ cần thiết như là cái trang bị, cái vật phẩm với mà mấy cái nhiệm vụ. Chuyện gì gia cốt? Tháng 4 2018 đâu bla bla bla. Nói thêm về cái này, cái phóng xạ hạt nhân này của. Được kích hoạt 2014 gì bởi cái chính phủ gì đó. Mình có thể nhận nhiệm vụ ở đâu? Tôi có thể đưa cho bạn một vài cái nhiệm vụ nhưng tôi không nghĩ cái gin cái đính xanh này muốn đi với một cái gốc kỳ là nó không muốn thỏa thuận với một thằng newbie như mình đó. Tôi có thể đưa một cái nhiệm vụ tốt hơn cho bạn nhưng đầu tiên là bạn cần phải sống sót ở đây cái đã. Bên cạnh đó thì bác sĩ hay là bác sĩ luôn luôn quan tâm với mọi người gửi go gì đó. Thử nói chuyện với anh ấy. Làm thế nào để mình đi ra cái khu vực khác nếu bạn muốn trở thành một hunter khởi săn. Đấy là cách mọi người gọi những người ở bên ngoài đi thu nhập cái tài nguyên. Vì bạn cần phải nói chuyện với cái conductor này. Anh ấy ở gần cái trại. Anh ấy ở gần cái mà ga tàu. Nếu bạn muốn biết thêm về những cái khu vực khác thì phải nói chuyện để được hướng dẫn thêm. Bạn có thể tìm anh ấy ở gần cái nhà kho, cửa chính của nhà kho. Goodbye. Để tôi tắt cái thông báo mà gom cái tí có thời gian thì đọc sao. Ở đâu mình có thể mua thêm cái trang bị? Nếu tiếp tục đi về bên trái mình có thể tìm được cái căn phòng có một cái gì đó và một cái bàn làm việc. Mình có thể làm sử dụng bất cứ cái thứ gì mình muốn. Mình có thể bui một vài thứ. Thì tôi khuyến khích bạn, tôi đề nghị bạn nên tìm một cái bàn workbench.
tao cái dược phẩm cần thiết trong cái cuộc đi săn của mình. Hả? Ấy, mới hỏi vài câu à. Ông này ông nãy có giao nhiệm vụ cho mình nè. Chào người lạ. Chào mừng đến cái mà cái khu hầm trú ẩn của Diego Chavez này. Tôi không biết bạn ở đây. Thực sự thì tôi cũng đéo quan tâm đâu. Nó không phải là vấn đề cá nhân gì cả, không phải hiềm khích cá nhân á, tức là ông này ông ý nói là không quan tâm mình nhưng mà không phải vô ghét mình. Ở đây thì tôi đã thấy rất là nhiều khuôn mặt, chỉ một vài trong số đó trở lại thôi. Nên tôi không muốn mất thời gian để nhớ cái khuôn mặt của bạn bây giờ. Tức là chỗ này yoga nên rất là nhiều người luôn, nhưng mà hầu hết thì vô rồi là ra luôn, không có trở lại nữa. Tức là một đi không trở lại á. Đầu tiên thì bạn có thể làm cái đó. À, test bên đây, object bên đây là mình sống sót một lần ở trong cái forest, tiêu diệt năm cái con sói, chọn cái phần thưởng. Hồi nãy cái trong hướng dẫn á, anh em nhớ cái phần đọc sách nó lên mà mấy cái điểm chỉ số không, giống trong Gojek Boy á, thì cái này chắc cũng vậy. Rồi nhận nhiệm vụ mục tiêu, quét đã được mục tiêu vào cái bước đầu tiên. Trader ông này cũng bán đồ ăn với thịt. Phóng xạ 0.12, cái là bánh 6 điểm, mình là 25 kg. Cái này thì 150.000, anh giàu cái gì, mình có 7.500 à. Tiếp đây là chắc là mua đồ của ổng để giảm chỉ số đối khác thôi. Cái này mua trang bị ở độ khó mà hai co mới được. Thuê dù y lone quốc tiêu diệt một cái mà cái mắt ship cam của cái bọn cướp sẽ nhận được cái phần thưởng này. Mình nhận xong cần phải làm được cái chứ anh, đã xây lành nhà khoa học á, nhà nghiên cứu gì đó, 4.000 gấp. Nhận hết này có sao không ta? Không, mình chỉ nói chuyện được với bà này thôi. À, có nút chạy nhanh đó nè. Lụm á, lụm, lụm móc cũng được. Phòng ai đẹp vậy? Anh gì ơi, cầm AK ngầu quá. Bên này dạng như cái nhà cứu thương nhất. Qua đây nói chuyện được không? Sút úp, mày là ai? Đi dòm dòm tí cũng không được nữa. Nói chuyện với ai đây? Doctor, bác sĩ. Hoa du. Tôi là Victor Galuet, game này của Nga là chắc ăn rồi. Nhưng tất cả mọi người đều gọi tôi là bác sĩ. Rồi rồi rồi, nói chung ông này là bác sĩ. Làm thế nào chỉ số phóng xạ của cái vùng đó lại có thể là đang thay đổi như thế này? Rồi rồi rồi, cái này hỏi về môi trường thôi, có nhiệm vụ gì em không? Không. À, mình có thể về đây để hồi máu, sửa chữa mấy cái áo giáp hoặc là làm cái gì đó. Chào anh. Hồi nãy mình ở đây đúng không? Ổng kêu đi về bên trái có cái căn phòng. Rồi chắc đây à. Không tương tác được. Là cái này thì được. Ôi vãi, 14 tầng. Mình chỉ xài được 2 tầng thôi. Cần chô á, cần chô. Mấy cái máu này thì chắc để dưới đi. Ba là hồi máu nhanh nè. Cái này thì để chữa là chảy máu nè. Cái này thì chữa vết thương. Rồi 3 4 cà phê hả? Trà. Trà thì nó giảm phóng xạ với giảm đồ khác.
Ủa không để ở đây được. Súng mình có 100 viên lận. Đây đây cái súng của mình đây. Cái này là cái bộ vest giáp. Đặt vào đây. Gần như chả có gì cả, lách hai à. Nó chỉ có cái độ bền là cao thôi. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì của mấy ông mà bộ phân tích khoa học gì đấy mà hình như mình nhận nhiệm vụ á. Wow. Cái này là gắp đạn. Trời gắp đạn mà tốn dữ gì đó à. Ủa? Trời chế mấy cái module này tốn tài nguyên phết đó chứ. Bây giờ mod vũ khí nè. Đam 52. Ồ, recoil rất là cao luôn. Độ ổn định này thấp, băng đạn không là sao? Sơ tốc. Đây mình có cái ống ngắm lắp vô. Lắp cái ống ngắm vô thì tăng được chính xác và cái độ recoil lên. Tăng vô cái 2 điểm thôi. Nhưng mà cái điểm này nó lại giảm. Hiện tại mình chỉ có lắp được cái đó thôi. Táp, kéo này vô. Súng lục để đây. Băng đạn là 5 caliber. Rồi đi thôi. Hồi nãy nó kêu mình đi ra cổng chính gặp cái ông mà nào đó, chỗ xe lửa. Không có nhiệm vụ gì hết, không muốn nói chuyện đâu. Cái gì tôi cá 3.000 gì, nói lại ơi. Nói lại đi. Tôi khả năng là nó cá mình là 3.000 cái đồng tiền này nè. Là mình sẽ một đi không trở lại luôn. Nói chuyện. Trời ơi sao, muốn cái gì, tôi muốn nói cái gì, không ai vô. Tôi là người làm cái gia tàu Kharkov này sau khi khám phá cái quân đội xanh đấy, yêu cầu tôi rồi 40 năm mà làm thế nào khi ở đây tôi có thể mang bạn đi cất cái đâu mà bạn muốn, chỉ cần trả một cái số tiền. Khám phá map đây, muốn rời khỏi cái map đó thì tìm một cái điểm gọi là checkpoint nè, điểm đào thoát nè, được đánh dấu trên rồi thiết bị cá nhân có cái dòng màu xanh. Chúc may mắn. Nhiệm vụ không có nhiệm vụ gì cả. Đây mình sẽ đi du rừng sống một ngày theo cái nhiệm vụ của ông 13 nãy. Quên nói chuyện với mấy thằng gần gần đó coi có cái quét gì nó không ta. Một khi mình đã đạt chỉ số tối đa của tất cả cái điểm kỹ năng của một cái kỹ năng nào đó thì mình có thể chọn cái điểm đặc biệt của nó. Có cái nhà rồi. Đó. Đi nhà. Gì đây? Lút đồ cũng lút tư tưởng nha. Ông nội nào tập tạ thì tạ chắc không lấy đâu. Bắn giấy sinh. Chơi này chơi gì? Chơi thuốc xịt bọ. Chơi rượu mà đỏ, rượu nho. Cola, Coca-Cola. Máu. Máu được. Ủa? Medkit T100. First aid medkit T00. Thằng này giống hệt nhau mà. Sống để chồng cũng được. Hay là tối đa nó chỉ có 3 thôi. Cái này cái bánh quy gì mà nó bị hư rồi, móc ra như này. Cái này là đinh, lấy về đi. Trong này mình chỉ rút được cái đó thôi. Để giảm cái tiếng môi trường xuống. Tiếng nhịp tim là tiếng phóng xạ gì nè. Nhạc nghe rất là máu chiến luôn nha.
phải đó ngắm. Rồi ngắm nó delay dữ lắm nha. Ghê chuột là nó delay từ từ luôn á. Cái gì cái gì? Mình đang ở đâu? Biết mình đang ở đâu luôn á. Có khi nó ở đây không? Không. Trời ơi. Cái bản đồ kéo xuống được. Đi lên trên. Khu rừng này yên bình hạnh phúc đó ha. Cái gì? Tiếng chó gì vậy? Đi 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 đi. Hoàn hết. Gài đạn luôn. Lút xác nó. Rồi nó lút từ từ cũng được. Cái giáp. Giáp này có vẻ xịn không? Không, cũng dạng cùi thôi. Bằng vệ sinh cái này là cái gì đây? Lấy hết đi. Quan tâm làm quá gì. Bánh mì móc không? Ê ê. Cô gì mới chạy ngang hết vậy? Đây nè. AK hả? Ủa sao vậy? Ê ê ê ê. Gì đây, con quả hả? Cướp tí. Ủa cái này con sói mà. Được, bánh quy được. Đạn, bật lửa, băng keo, sô-cô-la. Cây súng. Chết rồi, quá thải trọng lượng rồi. Dục đi. Ăn gì mà lâu quý vị ông nội. Sô-cô-la tiếp. Cái này. Dao ống chích. Cái son hả? Không, hai cây giống hịch à. Mình sắp full ba lô rồi, không lấy nó đâu. Cái này là cục xà bông. Giáp bà kia gửi con dục đi. Nên đồ nấu ăn không à. Cái gì đây? Đinh đinh đinh. Di thần. Đinh đinh. Đinh. Di thần đinh. Trọng lượng cái nờ này là cái gì ta? Chắc hết rồi, đi thôi. Rồi bây giờ mình tìm đường ra khỏi đây. Này nó có cái nhiệm vụ gì ở đây nữa nè. Đi về hướng Tây. Đi chậm chậm về hướng Tây là được. Trời ơi, ông này ổng online lên làm tư bản. Đi, 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 cái gì kìa?
Nên không? Ủa, bắn hộp hả? Lên đây nè, trứng nè. 24 kg rồi. Chơi rượu này 1 kg lận, nhưng mà uống vô nó giảm cái độ khát, nó chỉ tăng cái độ no lên thôi. Có cái nào mình uống được không? Cái chỉ số béo gì nó ở đây nó gì? Lấy rượu về bán vòng trong quán bar. Cái nào là nặng nhất ta? Cái này chắc không lấy đâu. Cái dao. Vodka. Chai xịt không dùng này dập đi. Cái gì đây, cái gì đây? Không, cái khu này là cái khu cam gì thôi. Ê, ê, ê. Vãi, game kinh dị à. Cà phê là phải lấy rồi. Cái này hư rồi, cái này là cái gì đây? Cuộn dây. Đinh, tua vít. Rút được cái gì nữa không? Ăn lẹ đi. Khu này nó bỏ quan hay gì á? Không, không ai đây hết. Máu mẹ đẩy lên nè. Cái này là xì gà hả? Xì gà uống vô nhiều giảm phóng xạ hả? Bây giờ cái gì nặng nhất trời, không có nào coi theo mà cái trọng lượng cả. Cái súng lục này bỏ thì cũng ổn. Indot là sao? À, cái mình tháo đạn của nó ra hay gì á. Nhưng mà sao vẫn nặng vậy ta? À, cái này là nặng nhất nè. Tới cái này là nặng thứ nhì. Tới cái chai vodka dục đi. Quá rồi, mới đi chút xíu mà bị chụp cái ba lô với này. Ủa, cái chỉ số mệt mỏi này sao hồi được ta? Cuốn cái này vô nó chỉ giảm cái độ khác chứ không xạ thôi. Uống đi, đang thèm cà phê. Đi, giật mình.
Cái màu vàng là cái gì? Điện thoại hả? Sao nó lại có màu vàng? Ăn luôn sô-cô-la đi. Cái máy phan này nặng nhưng mà chắc nó quan trọng á. Cái bạn luôn học sinh đó. Bây giờ chỉ số mình nó hơi nặng rồi, mình giục cái gì bớt. Thì xin cà phê đi, cà phê của tôi. Cái máy này không biết làm cái gì. Trời ơi, máy chơi game tầm gạch tay ông nội ơi. Còn thiếu 0,1 kg à. Style level 2 là cái quái gì? Tôi vít mình có rồi. Này không biết là cái gì. Máu hả? Lấy máu vô thì nó lại nặng. Ăn bánh mì. Ăn bánh mì nó chỉ no nhưng mà nó lại khát nước. Cái gì cái gì? Chạy. Tha em. Trốn đây nó vô không? Chạy luôn nha, chạy luôn nha, đừng lụm đạn nó. Công sức đồ mình đi mình lụm hết rồi ơi. Băng cướp Nikatira, Mai Linh, Malinin, nhớ mặt nha. Để tôi chuyển qua tai nghe đi. Chưa gì tan nát hết trơn rồi. Game này chuyển qua tai nghe phải vô lại game nó mới kích hoạt. Mà sao nó thành cửa sổ luôn rồi. Trời ơi, mất sạch tài sản. Ủa, còn mấy cái súng nữa. Hồi nãy là nặng quá. Mình chắc cất bớt đồ vô kho đi. Ba cái đồ ăn thức uống này nãy đi nhiều lắm. Cây súng ngắm của mình là nó xài đạn 7.6254. Cái này 9.18. Thôi. Một súng được rồi. Đồ ăn thì cũng nhiều nữa nên không cần đâu. Còn lại 8 kg. Ông nội đem chơi rượu hay làm cái gì? Tôi không biết tiền của mình nó có mất không.
Đồ hộp này nửa ký để ở nhà luôn. Rồi, đi. Vô đây đi được rồi. Đợi công sức nãy lút được đồ ngon không à. Cảm thấy là phí phạm thiệt. Gài đạn trước, nhấn R gài đạn. Ở dưới này có cái cam nè, có cái quét nè. Hồi nãy đi nguyên cái khu đó không thấy ai, tự nhiên đòi cả ba thằng. Cái chấm đỏ này là mình không bắn được nè nha. Cái tầm nó có cái chấm đỏ. Nó đang gầy đạn. Cái gì cái ghê gì không cóc. Tuy thằng này nó giàu. Hồi máu băng 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 băng. Cái gì có địch đó nữa kìa. Sao nó băng lâu dữ vậy ta? Con game gì mà tự nhiên đụng cái là trắng máu liền. Cái gì rồi lựu đạn nó game nó khó vậy đấy à. Hồi nãy là tôi chọn mức dễ rồi đó nha. Chọn mức dễ rồi mà còn ăn hành cái này nè. Đi vô rừng thì không tốn tiền. Chưa chỉ danh chuyển sinh 2 lần luôn. Uống cà phê trước cái đó. Không, tí nữa khác nữa. Đi lên hướng đông bắc này là có cái quét. Bây giờ gom được đồ là đi về liền luôn, không có làm cái gì nữa hết. Lũ đạn nhà nó nửa cây máu rồi. Tưởng nó chết luôn à. Chết cũng đứng nè. Ý, ba thằng nó đứng chánh rồi. Không không không, mình là bạn.
hồi đầy máu đó. Rồi. Cái gì? Ê, lựu đạn con thỏ. Trời ơi, chưa gài đạn. Khốn nạn, bắn hụt không? Công sức đi đầu đóng quặng của tôi. Cái nghe không? Đi thẳng qua hướng đông, mày rẽ xuống hướng nam về luôn, không có làm cái gì nữa. Game này là game sinh tồn. Trời ơi, nó gài đạn. Con thỏ này nhiều thịt quá vậy. Nữa nào, nhiệm vụ mình phải đi vô đây rồi. Rồi con mẹ nó, nãy giờ là méo được thở cú nào luôn, anh em thấy nó khốc liệt chưa? Đủ đạn này con đỏ đi cây cú. Ê, ê, ê. Hai thằng lắm. Thôi mình hòa bình, mình tha tụi nó đi. Trong này không có gì loot luôn trời. An toàn lấy hết, có hai món gì đó à? Ủa trời tối hay gì? Ủa sao mấy cái nhà này nó lại không có gì? Hồi nãy nó vô nhiều đồ lắm mà.
Đây, giết 5 con sói. Mình sắp xong nhiệm vụ rồi. Cái gì đây? Ủa, có thằng người đó, nó đang ăn thịt tầng nào á? Thơm. Thôi cái sòn này đéo lấy đâu. Bánh mì móc cũng không lấy đâu. Tối thui rồi trời. Game này có sáng tối nữa hả? Cái gì, cái gì, cái gì? Má ơi, mấy thằng này nãy giờ là không có sống ra khỏi khu rừng được luôn. La da, mấy này nó nhảy quá à. AI này nó quá khôn luôn rồi. Sao mà tối thui vậy anh nào? Chào anh, tôi là Kim, nhà hướng dẫn cho tất cả mọi người làm gì có cái khu này. Nói về cái đồ forget đi. Đồ forget thì nơi có thể tìm là rất nhiều cái băng cướp và động vật hoang dã. Có một số ngôi làng nhưng mà vài tuần trước thì băng cướp đã đến. Người thì những người sống sót đã đến đây. Băng cướp nằm ở mấy cái xưởng cũ cũ. Nó hành em quá mấy anh ơi, có cái đồ gì xịn xịn cho em không? Mà sao giờ trời tối thui rồi? Tối thui luôn rồi. Ban ngày đi còn không được nữa. Chạy về hướng đông, gà cái điểm này đi thẳng về hướng đông luôn. Nhanh. T vậy? G F. Hồi nãy cái đèn pin là lúc nào? Tối thui sao chơi? Thôi thôi. Phải là thợ săn phép đi, không phải chờ tới ban ngày mới đi được. Nhưng mà làm sao để tới ban ngày? Đi ngủ hả? Chỗ này là chỗ nào đấy? Khu vực này là chỉ dành cho những cái quân xanh lá thôi. Mình thì không có quyền để đi vô đây. Rồi nó có cái đồng hồ đây nè. Bây giờ là 21:45. Ừ, mấy cái này là dạng như mình có thể trang trí vô cái phòng của mình chứ. Nhưng mà hiện tại thì chưa có trang trí được cái gì cả. Cái này là
Nếu những cá nhân nào quân xanh là quân đỏ nè. Cái này cái nhà khoa học, cái này bên tân cướp. Thì những cái nhiệm vụ mình đã nhận, chưa có sống được lần nào trong khu rừng luôn. Đây là mấy cái chỉ số, 2 stamina mỗi level 3%, cái tốc độ loot. Bắn thì vẫn chưa lên cái nào cả. Cái này thì giống cái banh hay cái chỉ số nãy thì giống cái banh thêm. Mình càng xài nhiều á thì nó càng lên nhiều. Bây giờ muốn ngủ đến sáng thì ngủ làm sao? Chứ tối thui thì sao mà ra đường? Không có chỗ nào để ngủ hả? À, bánh mì móc mình có thể lấy về đây làm bánh mì, chai nước gỏng cũng gì luôn. Bánh mì với thịt là thành cái hamburger, bánh mì với phô mai, butter hả? Pate hả? Salami hả? Xúc xích. Trứng. Trứng thì hơi bị nhiều nha. Trứng luộc phải có nước. Năm chục cái sắt mới được cái này đó hả trời. À cái này bộ kit sửa cái giáp. Cái đó, cái này là chế mấy cái phòng hồi nãy nè. Một cái tua vít. Hai cái cuộn băng dính, bốn cái ống, một cây búa, đinh, sắt, thép, bóng đèn, gối. Chai nước lấy 300 lận. Miếng thịt này 150. Đi ổng bán đủ cho nè. Cuốn sách này nhiêu? Cuốn sách 10 ngàn. Súng thì không cần. Nãy giờ ăn hành quá nhiều rồi. Giáp. Cái này ba lô hả? 11 kg. 13.000, 7.500. Di chuyển nhanh hơn 10%, thoải mái hơn 10%, 10 kg. Mua luôn. Cái này 9 kg à? Tối hôi này sao mà đi được? Mình đây còn đói bụng nữa nhá. Không lẽ buổi tối nào phải ngồi trong nhà vậy? Không có cái giường nào để ngủ nữa. Tối như hũ nút luôn. Chạy thẳng vào chỗ này về, đừng có quan tâm gì nữa. Tụi nó đi tầng kìa. Tôi chết rồi, dướng cái gì rồi? Tối đuôi rồi, tôi chả lấy cái quái gì cả.
Thế ghê quá à. Đây, 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 đây. Thoát, thoát. Đó. Game này game sinh tồn. Biết nào mới lên level 2 vậy. Hồi nãy mà ginh được đống đồ về có khi là ngon á. Đó, số tách vụ phụ. Vết tép đã thành công. Mà mất một khúc máu gì không hồi máu luôn. Chưa sống nữa hả? Trời ơi, mới có một nhánh là giết 5 con sói nữa mới được. Phân tích cái khu rừng ở đó. Diệt nguyên cái băng cướp nữa, sinh tồn nữa, thu hai cái điện thoại. Đóng đồ luôn. Trời ơi. Chết rồi, mua cái ba lô xong hết tiền rồi. Hồi máu có tốn tiền không anh? Cái này cái tới 2.000 lận. Có giường mà cho em ngủ không? Không, không có ngủ được. Ờ, có nào. Ngủ đến 6 giờ sáng đi. Vô chung phòng của anh nào đó. Bây giờ đi giết 5 con sói. Có 6 giờ sáng mà vẫn tối thui vậy đó. Làm giấc nữa. Trời ơi, có ngày có đêm rồi có đói là khác, nó phóng xạ rồi mấy thằng AI nó như quái vật kia. Nhưng đâu? Đại ca làm hết online kìa. Đi khẽ cười duyên, mình là game sinh tồn, sống hiền hòa với các bạn. Không có gì để lút luôn. Sao hồi nãy chơi đợt đầu mà lút dữ trời lắm mà ta. Quá kỹ thuật. Anh em nhìn ngắm vậy chứ không phải dễ đâu nghe, nó delay rất là nhiều quá. Này sắp hư rồi, mấy cái này lấy hết đi, chừng nào không cần nữa thì quăng. Hồi nãy bạn chạy đâu vậy? Trừ 0.5 phóng xạ, tăng tốc độ di chuyển trong 2 giây uống luôn. Cái shotgun hả? Shotgun ngon hơn rồi súng càng á. Ủa ở đây còn cái xác nữa nè.
Thằng này nó đem cái gì? Than hả? Than thì đem, nó đem nguyên cái bếp ga hay không? Ở cái đầu DVD gì? B19 2,5 kg, cây này có vẻ ngon nè. Cây này cũng ngon nữa. Giật cho mình. Mình bắt đầu khai nướng rồi. Ra ăn con chó nha, nãy giờ mình soi kỹ lắm rồi đó nha. Nó chuồn. Cái gì? Nó đang cắn thằng nào á? Không phải mình, không lo. Ê. Nè có cái gói nè. Rồi giờ mình cứ đi về lặng lẽ thôi. Mấy cái than này nó nặng quá ta. Đi lên thì phía đông bắc có cái chỗ về. Đi đường bên đây cho nó an toàn. Giờ về được rồi đó, đầy ba lô rồi. Không nên tham. Tụi mình là bạn, tụi mình sống hiền hòa. Chỉ số phóng xạ cao đi ta. Sao tự nhiên lại nặng lên? À do đói. Đói ăn cái gì giờ trời? Đang được cái súp cá nè. Vẫn còn đói nữa hả? Uống cà phê đi. Sắp tới rồi, chúng ta sắp sống rồi. Thôi. Rồi. Lần này bé Ban trở về nha. Để tôi mở Discord nhé.
Nghe có ai nhắn mà ta. Chậm chín mấy ép luôn, sợ chưa? Trình. Em về rồi anh ơi. Có nhiệm vụ gì cho em không? Hồi nãy là cái lúc nào ta? Mình cho anh nè. FG. Có phần thiết bị là chữ gì? Chữ gì? Quét. Ủa sao nó tính có ba con vậy? Kệ không sao. Bán luôn cái súng. Giáp này bán 2.000. Giáp này bán 2.400. 4,3 kg. Giáp này 2 kg à. Này chia ra làm sao ta? Trời ơi, ngon. Cất đồ vô. Ủa cái này là tiền của mình thế gì mà. Phải chết rồi, bán lột cái áo giáp mẹ này. Cái quái vậy trời, cái chà 7.62 là cây súng của mình. Thịt này thì nó nhiễm phóng xạ, nó sắp hư ở trên rồi, mình phải học nấu ăn nó mới làm được. Này gì vậy, cái con chip gì đó. Đạn sụt cho anh đó. Đi qua cho bác sĩ ông chữa phóng xạ cho mình cái, hồi tí máu nữa thì đi ngủ. Bây giờ là mấy giờ? 10 giờ sáng à, đi tiếp một chuyến nữa. Lần này giết 2 con sói hả? Bên đây có cái quét. Mình có đem cái gì theo không? Không có. Vậy là khỏi lo. Mất đồ. Cái gì đây phải không?
Không chừng nhiệm vụ của mình đi vô lấy cái đó đó. Tại chú ngồi trước mắt anh thôi. Rồi chết luôn. Nó tính là hoàn thành nhiệm vụ không ta? Là bắt buộc phải vô đó lấy cái đó rồi. Nhưng mà làm sao để lấy được? Gì? Quét. Chưa, chưa xong. Phải làm lại từ đầu. Sao quá vậy? Đi thẳng xuống hướng đó luôn. Trên đường đi có cái gì loot được thì loot. Phóng xạ nó lên nữa nè. Không, trên đó không có quét. Cái tội nãy giết con thỏ nên quả báo nhãn lồng nó đến nhanh như vậy. Mấy cái nhà này sao bây giờ vô nó không còn đồ nữa. Đi 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 đi. Ngon, đóng đồ luôn. Trời ơi, này đi ở giữa rừng cái gì có đem theo mà giấy vệ sinh đó nè. Đi, có cái điện thoại nè. Hồi nãy quét yêu cầu cái này. Phóng xạ lên dưới đó. Có tiếng gì đó. Có tiếng sói ở đâu đây nè. Cái gì? Cái này 1 ký hả? Mới 17 ký à? Hình như có cái gì đây phải không? Đi ra luôn, đi ra luôn. Mém nữa hẹo rồi.
Cái này hết bát ghét luôn anh. Về luôn, về luôn, về luôn. Trời ơi, game dễ, game là dễ. Game dễ quá các bạn ơi. Bác sĩ, hồi máu. Cục máu của anh tới 2.000 luôn hả? Mấy cái này không biết nó có quan trọng không? Quan trọng thì tôi mém dám bán. Lựu đạn có không xài đâu. Bán hai này mua được con cục pháo à. Bây giờ máu nó thiếu thốn dữ gì hết trời. Chưa giết được hang sói nữa. Chết rồi, mình hết đạn cây súng ngắm tới nơi nè. Cây súng này tí lấy bán đi. Bao nhiêu ta? Súng của mình là 7.42 đúng không? Bảy sáu năm năm bốn, 7.62 54. Đây mình cần cái quặng gì nữa hả trời. Đây có hai loại này thôi. Gunmetal level 2, vậy là nó phải có level 1 nữa chứ. Cà phê nãy lấy được cà phê về là ngon nghẻ, có cái để uống rồi. Bán cây súng luôn. Gì? Mới 1 giờ trưa à? Đi đường chiến nữa. Ba con sói, bồi con sá. Đi qua đây rồi đi xuống. Chứ đi lên trên góc này nó khó lắm.
Cái gì đây? Cái găng của con heo rừng. Bắn trúng đạn quá, còn có 10 viên à. Phóng xạ. Nó còn có chấm máu à, nó còn thằng á, chơi luôn. Đồng hồ hả? Cái nào hồi máu không mấy anh? Cây này 2 kg, cây này 3 kg 3. Về được rồi. Bây giờ máu mình ít quá à. Còn cắm điện cũng lấy nữa hả? Chạy thẳng về luôn. Đây có cái hòm đó, hy vọng có cái gì đó hồi máu, còn đồ ăn thôi. Đây nè, đây nè, đây nè.
Khỏi 100 máu luôn, ngon. Rồi, thẳng về nhà nha. Chết rồi, nặng rồi. Uống sữa đi. Đây còn cái gì nữa? Trời ơi, tổ quả chứ không phải sói. Mấy cái này quan trọng. Không biết cái nanh con heo này nó có tiền không? Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Về chuyến này thành công đó. Đó, 200 mấy F luôn, anh em thấy gì chưa? Game này đã bảo là dễ mà. Anh thấy sao? Ủa? Rồi mới được có cái điện thoại thôi. Cất cái điện thoại vô tủ. Ủa sao cất rồi nè? Còn có 4 viên đạn này à. Nên mình phải đi mua đạn hoặc là làm cái gì đó. Bán hai cái súng đã. Anh này có bán đạn không ta? Cái búa có 29 đồng mà ăn bán. Thuốc 6.000. Bán. Cái này là cái gì vậy? Cổ cứng à? Vậy. Cổ cứng này màu xanh này chắc si ghét nè. Bật cái thang này. Thang này có 16 đồng à. 300 đồng. 200 đồng. Cái ngà voi nãy không đem cái nào về để thử cái đó. Gần cái viên đạn đây nào phải không? Có luôn. 32 chỉ số xuyên thấu. Đó đó. Hai mươi lăm ca ôi thiếu một cái trứng, thiếu một cái trứng còn nguyên. Gáp này phải có cái đó nữa. Cái này là cái gì? Bộ sửa chữa. Cái kitchen là cái nào đó? Đủ nè.
Bữa nãy mình mới gấp cái gì vậy? Cái này nó cũng hai số mà. Nè, cái này là cái quái gì? À, đây nè, nó mở ra 345 cho mình nè. Cái AK này bán luôn, tôi không có xài. Đó, ba mươi mấy nghìn rồi đó, anh em thấy à, cuộc đời nó lên chưa? 11 ký hả? Tăng thêm có mấy ký thôi. Cái mũ này nó có cái bóng đèn tạo ánh sáng về phía trước. Cái giáp này độ bền 100% luôn, nhưng mà nó không có ngăn được phóng xạ. Súng thì tôi không cần. Mười hai ký 70. Ba lô này thì mình đang đeo cái bên đây là 10-15 nè. Này 7-18. Nó hơn 2 kg nữa. Này 18 kg nhưng mà nó rất là chậm. Đây đây đây, quan trọng là cái sách. Mình cần cái sách nấu ăn. Bạn sẽ mất tất cả các điểm đặc biệt cần thiết là sao đó. Nếu như mình chết là mình mất điểm hả? Nó bán than cho bán cà phê nữa. Tiền mình nhiều mơ thưởng cuốn hay coi nó làm sao không hiểu cho lắm. Ăn bánh mì sống vào ngày thôi, tiết kiệm anh em ơi. Bây giờ tiếp theo là tôi cần gấp cái gian bếp không ta? Cái gian bếp là cái này phải không? Không. Này phòng ngủ. Phòng ngủ của mình thì được cái gì? Gấp trước cái phòng ngủ đi. Bây giờ hai cái bóng đèn, một cái tu vít, hai cái cuộn băng keo, 50 cái mà cái nút sắt này, một cái búa. Cái búa nãy nhớ mình có là hai cái gói nữa, thì là nó không tính đồ trong đây. Nếu tính hai cái gói thì mình có rồi. Đây nè, nó đánh dấu màu vàng lên hết nè. Không có kỹ năng đặc biệt được tìm thấy gì cắt vô. Cái nờ là cái gì đó? Cái mũ à, đúng rồi. Bác sĩ chữa bệnh cho em. Mua máu này tới 2.000 rồi đó.
Thốn quá anh em ơi. Bây giờ là 5 giờ chiều, mình ngủ một giấc là ngủ 12 tiếng thì nó mới tới sáng thôi. Chưa biết làm gì. Thôi, hôm nay ngừng ở đây đi. Game này rất là hay nha. Chắc nó có xếp sẵn rồi. Bây giờ tôi ra tôi give away cho anh em. Give away cái con gì số 2 đó tôi quên tiêu rồi. Google Driver nó load chậm quá. Đây, tiếp vào quay con SP Test 2 cho anh em. Game này thì nó dạng như là cái gì ta? Nó dạng như con Kitchen Evil và bán cổ vậy. Thì game mới ra mắt rồi 30 tháng 11 thôi. Giá là 10 đô, là mười mấy đô luôn nha. 200k lận. Thì game này chắc cũng ít ai chơi lắm. Nên tôi giúp quay cho anh em lấy về thì một là trưng trong cái thư viện cũng được, không nhất thiết phải chơi. Này, bây giờ thì sẽ có chín câu trả lời thế này, hơi ít người nha. Ừ. Tôi nhớ tôi link vô cái set đúng mà ta. Giveaway nè. Không phải thằng này. Đây nè. Đó, bên đây mới đúng. Cái giveaway này là 231210. Rồi, chúng ta có là chín cái tên thôi. Vẫn như cũ, thể loại quay 5 lần ha. Lần thứ 5 thì ăn hết. 4 lần đầu thì sẽ tăng tỷ lệ lên cho lần thứ 5. Ông này hình như ăn giải một lần rồi nè. Mình chiến một. Đấy, vô nữa hả? Không, mất lúc. Hết lúc 996 à. Này, lần thứ 3 TNKFF không? Vừa hút anh mất lúc. Và lần thứ 4, cơ hội cuối cùng để em tăng tỷ lệ random lên. Lại minh chiến. Kèo này là khả năng anh em binh chiến lại ẩm giải nữa rồi. Rồi, lần thứ 5 này ăn hết nha. Sao lên, sao bài chia cú chót. Không, không để anh em binh chiến gần nhau như thế này được. Cơ cấu hết. Đây, 1 với 4 đây, với bản gốc đây. Rồi. Thanh niên này số đỏ quá. Chúc mừng anh em binh chiến. Giải này là cái giải quái gì nữa đây, tôi không nhớ gì cả. Rồi, chúc mừng anh em Minh Chiến lâu rồi. Này bắt giao mới đúng nha. Đây
Rồi, tí tôi sẽ gửi mail cho anh em. Rồi, ok, bye bye anh em. Game mà Yugo Save này rất là hay nha. Mặc dù mới là bản 0.4 thôi, nhưng mà nó rất là cuốn rồi. Game luôn, mới phiên bản 0.4 nhưng mà chơi nó rất là cuốn. Cảm giác nó rất là khó, mỗi lần đi là tìm mỗi miếng 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 đồ nhỏ nhỏ vậy đó. Có cả trả được cạc cho anh em luôn nè. Cạc cũng rất là dễ thương nha. Thì game này mới có 0.4 thôi, nên hơn một năm rồi nó vẫn chưa có ra mắt. Bù lại là hơn 8.000 được đánh giá là quá thành công cho một con game chỉ đang early access. Thì tôi cũng chỉ mới đi cái vùng đất đầu tiên đó là cái rừng thôi. Như anh em thấy nãy còn bốn cái vùng đất nữa đó. À, chưa có thời gian tôi ghé qua. Người ta nhìn chuyên nghiệp hết không? Chả bù cho tôi. Laser là sao ta? Ship nữa, hình như cho online hay là gì? Game này có online không? Không, chỉ có single laser thôi. Rồi, ok, bye bye anh em. Game rất hay, có thời gian sẽ thử tiếp.